Tôi lại có một đôi loa của bộ dàn Pioneer Mini cao cấp. Đây là thuộc một bộ dàn mini Pioneer cao cấp. Tôi nhớ không nhầm, nó là bộ mini S77 thì phải. Đây là một trong bộ dàn rất hay của dàn mini, của phân khúc cao cấp. Đôi loa này tôi bán giá 1,2 triệu đồng nhé. Hàng zin, về bát, về tép. Gân thì đã thay, bởi vì nó gân cao su theo thời gian đã mục và thay ngon lành, dùng ok nhá. Loa tép trên này, loa hình thức còn đẹp, ok lắm. Chiều cao nó là 28cm, chiều sâu là 26, bề ngang là 16cm. Hình thức màu vàng gỗ, sang trọng. Tất nhiên nó nhìn kỹ vẫn có sơn sát cũ theo thời gian do vận chuyển hoặc là hàng cũ hàng bãi. Đây tôi quay mặt sau để các bác cùng xem này. Mặt sau các G tôi đã đổ keo la 502 để cho nó cứng hơn. Bởi vì tại sao tôi phải đổ? Bởi vì nó là gỗ công nghiệp, theo thời gian nếu các bác dùng mà không có cái keo 502 và nó sẽ ải, gỗ công nghiệp nó sẽ bị vụn ra. Thì tôi đã đổ sẵn để các bác có thể bền về quá trình sử dụng. Đây là đúng rồi, nó là bộ 77 của Pioneer. Đó. Đây là một trong bộ dàn rất hay các bác nha. Đây nó cùng một đôi, nên nó có cùng mã là A38 này. Dàn cao cấp, sản xuất tại Trung Quốc, đó là điều bình thường, điều rất bình thường thôi. Tôi đã đổ keo vào cái giấy này, nó bong lên, nó có vết ở bên ngoài. Đó là những cái vết, tại sao nó có những vết đấy thì tôi phải nói luôn cho các bác biết. Còn hình thức của nó còn rất cứng cáp đấy. Rách bắp chuối nếu các bác thích, hoặc là tôi đang đấu cứ gài tạm vào. Tôi sẽ mở to và các bác cùng nghe. Đây góc cạnh rất nuột nà nha, nó sớt sát vài chỗ nhưng không ảnh hưởng. Tổng thể nó vẫn rất cứng cáp. Nắp tre thì nó cũng tương đối theo thời gian thôi, chứ nó không thể đẹp mê ly được đâu. Như đây, nhìn gần này các bạn này. Số điện thoại địa chỉ của tôi như trên tấm biển kia nha, các bác có thể đến tận nơi mua. Các bác nghe nhạc trong phòng ngủ hết thuốc luôn, hoặc ghép vào bộ dàn âm thanh. Đang có một đôi loa ghép thêm vào để tăng thêm các giải âm bass mid chép. Các bác nhá, chia sẻ các bác giá 1,2 triệu đồng. Siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ cho một đôi loa này luôn. Tôi bán dạng lấy vốn ra còn trả được. 1,2 triệu đồng được một đôi loa xịn như này. Lấy vốn ra còn trả được các bác. Xin chào các bác.